Tại thẻ Home, ô Project, các bạn chọn lệnh Append. Tiếp đến thư mục có tên là Getting Started. Các bạn lưu ý này, ở đây chúng ta đã có ba cái mô hình định dạng NVFC là kiến trúc này, kết cấu và MIP. Bây giờ tôi sẽ chọn này, giữ phím Control, chọn cả ba cháu và Open. Các bạn lưu ý nhé, định dạng là NWC. Như vậy, trước mắt các bạn ấy, là mô hình phần thực hành chúng ta. Tôi đã tích hợp cả kiến trúc này, cả kết cấu và cơ điện trong cùng một file. Trước khi bắt đầu các cái phần thực hành tiếp theo, thì mời các bạn lưu lại file này và lưu ý chúng ta sẽ lưu với định dạng là NWF save này. Các bạn tìm vào cái vị trí mà chúng ta sẽ lưu trữ file này. Tôi sẽ đặt tên là BHN Shipshare Conference Center. Và các bạn lưu ý nhé, định dạng của cháu nó sẽ là NWF save.